Thưa quý vị, đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Long Xuyên cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, quy động học sinh ra lớp, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2023-2024. Trong đó, các hoạt động sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên trường lớp cơ bản hoàn thành tại các điểm trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học. Để bảo đảm trường lớp cho năm học mới, việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa xây mới cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện ngay khi kết thúc năm học 2022-2023. Ngoài sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhỏ như bổ sung bàn ghế, trang trí các phòng học, nhiều trường đã huy động hàng trăm triệu đồng từ ngân sách thành phố, nguồn thu học phí cũng như xã hội hóa đầu tư xây mới phòng học, nhà hiệu bộ, khuôn viên sân trường, cải tạo, xây dựng mới, nhà vệ sinh. Đây là điều kiện để nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần nghị quyết số 29NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng như thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về việc mà tu sửa, sửa chữa hè thì hàng năm thì được trường cũng rất là quan tâm. Đến thời điểm này dự kiến là sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng và để chuẩn bị như tốt cho cái năm học mới. Năm học này, toàn thành phố có 53 trên 56 điểm trường được đề nghị sửa chữa trong dịp hè với tổng kinh phí trên 4 tỷ 964 triệu đồng được cân đối từ ngân sách thành phố và kinh phí của đơn vị. Đến nay, các trường cơ bản đã hoàn thành công tác sửa chữa, chỉnh trang trường lớp. Còn lại, một số đơn vị trường học đạt tiến độ sửa chữa bình quân trên 90% và đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Để chuẩn bị đón cái năm học mới, thì nhà trường đã chuẩn bị tu sửa lại các cơ sở vật chất cũng như là các cái thiết bị dạy học. Thì ở đây đó thì về chúng tôi rà soát lại các cái thiết bị hư hỏng để mà tu sửa làm sao cho đảm bảo tốt và chắc chắn, cũng như là chúng tôi rà soát lại bố trí các thiết bị để làm sao đủ để phục vụ cho công tác dạy và học. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái phong trào là tu sửa hè, thì đến thời điểm này thì cơ bản các hạng mục của nhà trường cũng đã gần hoàn thành, thì chúng tôi cũng đẩy nhanh tiến độ để làm sao là hoàn thành sớm trước cái ngày tựu trường. Công tác chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đang tạo khí thế mới trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ở các trường học. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp nói chung, ngành giáo dục nói riêng trong xây dựng cơ sở vật chất cũng như quy động học sinh đến trường đang là tiền đề quan trọng để các nhà trường và toàn ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của ngành, của các trường đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024 với niềm tin mới, khí thế mới.